thầy và các bạn. Việc thanh toán cho sư thầy hay thu phí giao thông đường bộ thường rất là mất thời gian. Vì vậy hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về công nghệ RFID, giải pháp để khắc phục những vấn đề trên. RFID là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến. Công nghệ này cho phép nhận biết các đối tượng thông qua hệ thống thu phát sóng radio, từ đó có thể giám sát, quản lý hoặc lưu vết từng đối tượng. Là một phương pháp nhận dạng tự động dựa trên việc lưu trữ từ xa, sử dụng thiết bị là thẻ RFID và một đầu đọc RFID. Một thiết bị hay hệ thống RFID được cấu tạo bởi hai phần chính là thiết bị đọc reader và một thiết bị phát mã RFID có gắn chip hay còn gọi là tag. Thiết bị đọc được gắn anten để thu phát sóng điện từ. Thiết bị phát mã RFID tag được gắn với vật cần nhận dạng. Mỗi thiết bị RFID tag chứa một mã số nhất định mà không trùng lặp nhau. Nguyên lý hoạt động: thiết bị RFID reader phát ra sóng điện từ ở một tần số nhất định. Khi thiết bị RFID tag trong vùng hoạt động sẽ cảm nhận được sóng điện từ này và thu nhận năng lượng từ đó phát ra lại cho thiết bị RFID reader biết mã số của mình. Từ đó thiết bị RFID reader nhận biết được tag nào đang trong vùng hoạt động. Ưu điểm của công nghệ RFID: lưu dấu, kiểm soát các đối tượng mà không cần phải sắp xếp. Điều này tiết kiệm được thời gian xử lý dữ liệu của hệ thống RFID rất nhiều. Thẻ RFID hoạt động rất tốt trong môi trường không thuận lợi, ví dụ như nóng, ẩm, bụi bẩn, môi trường ăn mòn hoặc có sự va chạm. Nhược điểm của công nghệ RFID: chi phí triển khai cao, thẻ dễ bị nhiễm sóng trong môi trường như là nước, kim loại. Mặc dù RFID có những ưu và nhược điểm trên, tuy nhiên trong tương lai điều quan trọng nhất là làm chủ công nghệ này để giảm giá thành sản phẩm và đưa công nghệ RFID tiến gần hơn đến cuộc sống. Lợi ích của thư viện tự động áp dụng công nghệ quản lý RFID là cho phép mượn, trả và phân loại sách dễ dàng, tăng tính an ninh với khả năng báo động khi vật phẩm được đưa ra khỏi thư viện một cách trái phép, giúp nhà quản lý theo dõi và định vị vật phẩm trong thư viện, kiểm kê nhanh chóng, thể hiện kết quả theo thời gian thực, hoạt động 24/7 hoặc hoạt động ngoài giờ, tăng hiệu quả của thư viện và tiết kiệm chi phí. Còn trong kinh doanh bán lẻ, RFID có thể thay thế kỹ thuật mã vạch hiện nay, vì nó không chỉ có khả năng xác định nguồn gốc sản phẩm mà còn cho phép nhà cung cấp và đại lý bán chính xác mặt hàng trong quầy, trong kho của họ. Ngoài ra, các công ty bách hóa không cần phải lo kiểm kho, không sợ giao nhầm hàng, thống kê sản phẩm đang kinh doanh của họ. Hơn nữa, còn phải biết chính xác bên trong túi hàng khách ra vào có những gì,